Lễ gả ma thú là nghi lễ lớn quan trọng nhất trong năm của cộng đồng người Hà Nhì. Mỗi một năm là được tổ chức vào tháng 2 âm lịch sau Tết Nguyên Đán và Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, nhằm là đảm bảo là để nhu cầu mùa màng sức khỏe và được ý muốn của dân bản. Tại nghi lễ này, thầy cúng sẽ chuẩn bị dây chỉ trắng quấn quanh hai hòn đá. Theo phong tục, nghi lễ được tổ chức trong 3 ngày với hai phần chính: nghi lễ và diễn sướng, trò chơi dân gian. Gả ma thú bao gồm nhiều lễ cúng như cúng món nước, cúng rừng thiêng, cúng thần mùa màng, cúng đầu bản, cuối bản, cúng thần sét, cúng thần lửa. Ngày cúng thường được chọn vào các ngày con rồng, con ngựa hoặc con hổ. Theo quan niệm của người Hà Nhì, đây là những ngày thiêng, ngày tốt, thần linh bằng lòng xuống dự lễ hội và phù hộ cho dân bản. Mâm cúng có thể khác nhau, nhưng mỗi mâm cúng đều có xôi màu, trứng gà, nước chè, rượu, nước trắng, gạo, lá cây ổ é, còn gọi là cây kỵ ma. Vật cúng gồm có 3 con gà và 1 con lợn. Lễ gặp ma thú, hội tụ văn hóa dân gian của người Hà Nhì, thể hiện sự gắn bó keo sơn, sự hòa hợp của con người với thiên nhiên, với môi trường. Trong nghi lễ, thầy cúng sẽ tiến hành lấy một ít lông gà, lông lợn đặt lên hai hòn đá để làm lý nhằm thể hiện lòng tôn kính của mình đối với thần rừng. Sau đó, thầy cúng sẽ tiến hành cắt tiết gà, lợn phục vụ cho lễ cúng. Khi làm lễ gặp ma thú, phụ nữ và trẻ em không được tham dự. Đồng thời, dân làng phải dừng các công việc lên nương rẫy, không gây mất đoàn kết, không ăn thịt thú rừng, không bắt hoặc mang vào bản các con vật sống trong hang, trong lòng đất như con suối, con nhím, tê tê để tránh rủi ro cho bản thân. Lễ gặp ma thú đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng, cầu mong sự che chở của các vị thần linh, tổ tiên, dòng tộc cho cuộc sống no ấm, bình yên, hạnh phúc, xua tan nỗi ưu tư, phiền muộn trong cuộc sống. Đồng thời nhắc nhở răn dạy con cháu biết ơn, tôn kính các vị thần, tổ tiên có công khai phá và bảo vệ bản mường. Trong buổi lễ gặp ma thú, người tham dự sẽ được tặng một quả trứng gà nhuộm màu đỏ được đeo trong chiếc túi lưới dù với nhiều màu sắc. Món quà tặng này có ý nghĩa luôn chúc cho những vị khách quý luôn gặp may mắn, sức khỏe. Kết thúc lễ cúng, các thầy cúng sẽ cùng nhau xem gan lợn để dự báo điềm lành, điềm cở trong năm. Lễ gặp ma thú góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giúp cố kết cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Trong 3 ngày tổ chức lễ gặp ma thú, có hoạt động vui chơi như đánh đu, bập bênh, đu quay, ném còn, ném cầu, đánh cù, múa, hát cũng diễn ra trên khắp các bản làng.